Chúng tôi ở đây thì ngày nào người ta chẳng làm sao chẳng biết. Nhiều hộ dân cũng cho biết đã nhiều lần bị các chủ làm vàng đe dọa đến tính mạng nên bây giờ cũng không dám tố cáo hoạt động khai thác vàng trái phép tại đây. Thậm chí cả chính quyền địa phương từ cấp thôn đến xã